À, rồi. Chưa thấy xíu. Mà hai đứa bắt nét kỹ. Rồi, bắt chạy. Dạ, cảm ơn anh rất một khi hôm nay có một chia sẻ sau khi chúng ta đã có một cái xuất hiện khá là nhiều cảm xúc của bên vợ diễn viên Vũ Thú. Thì chắc có lẽ khi khán giả nhìn vào tạo hình của anh thì đây chắc có lẽ lại là một vai diễn giang hồ quen thuộc, nhưng mà anh có thể chia sẻ là cái vai sinh này có mang lại cho anh những cái thuận lợi gì trong kinh nghiệm diễn xuất và cũng có những cái gì đó điều đầu tiên của anh không khi cái vai diễn này? À, thực sự là để vào cái vai sinh ở trong Điên Vườn Thú này phải nói là dùng hết tâm sức của mình, và đúng nghĩa là diễn xong rồi thở hổn hển là có thiệt luôn, mỗi cảnh nó đều nặng khác nhau. À, vai sinh này thì cái cách tạo hình đầu tiên là mọi người cứ nghĩ là một gia giang hồ, nhưng không, các bạn này kiểu như là một cậu ấm, một đại gia ăn chơi mọi thứ. Có thể ngày xưa người ta hay nói là Phá Sơn Lâm Đâm Hà Bá là cậu này, cái gì cũng dám làm, đi săn thú chặt cây rừng, nói chung cái gì cũng dám làm. Và cái đường dây tâm lý cái vai này thì cũng khá là phức tạp, nó lúc này lúc kia, nói chung là phải tập trung trí lực rất là nhiều. Dạ. Thực ra ngay từ khi mở màn thì có lẽ đối với những khán giả nào mà hơi ít coi kịch thì em cũng hơi sốc một chút xíu, tại vì có một vài cảnh nóng nó cực diện sân khấu. Thì với anh khi diễn cảnh nóng mà với sân khấu nó đã được lần nào chưa, và với cái lần này thì nó có diễn gì làm mình có kinh nghiệm? À, thực sự là đợt này diễn vở Điên Vườn Thú này thì bản thân Tuyên cảm giác là nó hồi là kỷ niệm rất là nhiều. Ngày xưa là Tuyên cũng đã từng là diễn viên ở sân khấu kịch Nụ Cười Mới, thì tầm có 2015 2016 là bắt đầu Tuyên nghỉ diễn kịch dài, thì cảm giác của mình rất là thèm, rất là nhớ kịch dài luôn. Mặc dù đi làm ở ngoài công việc mọi thứ cũng thuận lợi rất là ok, nhưng mà cảm giác thèm được đứng trên sân khấu, được diễn kịch dài nó sướng lắm. Và đợt này diễn cái vai này, thật ra trên sân khấu là Tuyên đã diễn những cảnh nóng như thế này nhiều rồi, có cảnh này thì hơi nóng quá. Tuyên với Thảo là hai anh em cũng thỏa thuận với nhau trước, lúc đầu thì Tuyên sợ Thảo bị ngại, thì hai anh em cũng thỏa thuận với nhau là cảnh diễn của mình, cái nhân vật, cái tuyến của mình, cái cảnh này nó phải là như vậy. Hai nhà cuối cùng Thảo nó còn bạo hơn Tuyên nữa. Dạ vâng. Có những lúc mà đèn chưa kịp mở mà hai anh em hung quá trời hung, như lúc nãy vừa mới phúc khảo xong tôi hỏi ủa sao anh em mình hôn nhau dữ, giờ đèn chưa mở mà Thảo à, Thảo mới ngừng lại. Đề ba, sao Đề đề ba ba chứ. chứ? Dạ, vì với nếu mà có thể với góc độ của vai diễn sinh của anh thì anh thấy nghĩ là cái thông điệp của vai diễn này mong muốn anh chuyển đến khán giả như thế nào? À, lúc đầu mọi người sẽ định hình nhân vật sinh này có cần nói ra hết không ta? Thông điệp về góc độ của anh nhìn nhận thôi, không cần phải làm cái cả vở. Dạ. À, nói chung tổng vở thì tôi thấy được cái thông điệp của vở diễn là mang những thông điệp rất là tích cực tới cho mọi người. Mọi người sẽ thấy à, ai gieo cái gì sẽ gặt được cái đó, đánh vào lòng tham của con người. Hầu như ai cũng có lòng tham cả, nhưng mình phải biết cái điểm dừng nó là như thế nào. Lần này thì thành phố Hồ Chí Minh có một cái sự kiện làm cho các anh chị em trên tầng 3 diễn, mà tầng 1 em cũng thấy mọi người tập luyện rất hăng say rồi. Có liên hoan sân khấu lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh dành cho cái không khí, cái phong cách kịch thành phố. Và biết anh và biết rằng anh Phi lần này sẽ tham gia hai vai diễn ở cái liên hoan, thì anh có chút chia sẻ cảm xúc như thế nào? À, trước mắt là thật sự là bản thân tôi thấy rất là hạnh phúc. À, tôi chúc cho hậu diễn của mình sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. À, cảm ơn, phải nói trân trọng cảm ơn khán giả đã giúp cho sân khấu kịch ở thành phố Hồ Chí Minh này hồi sinh lại. Tôi cảm giác là 1-2 năm trở lại đây là khán giả bắt đầu quan tâm trở lại với sân khấu kịch nhiều hơn, là hạnh phúc lắm. Tại vì bản thân tôi xuất thân là dân kịch ra mà, nên khi được khán giả đón nhận thì rất là hạnh phúc. Và năm nay là tôi tham gia hai vở, một vở này là Điên Vườn Thú, còn vở kia là cái gì mà bên bên lửa lòng. Thì thật sự hai cái nhân vật của tôi quay sinh và quay coi là hai nhân vật khác nhau hoàn toàn, và không, chờ đi khán giả chờ đi sẽ thấy được cái tính cách nhân vật của anh coi như thế nào, và cái bản sắc của con người anh sinh nó ra sao. Thì tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất cho từng nhân vật của mình, coi phải ra coi và sinh phải ra sinh. Dạ, anh nhưng mà biết tại vì biết là cái hành trình làm nghề của anh, thật ra anh chuyên làm giống như là làm hết hết mình, hết lòng hết sức vì nghề thôi, cũng gọi là không có mục tiêu lớn nhất của mình phải là phải đi diễn có đi chương có liên hoan gì, nhưng mà tuy nhiên là cũng là cơ hội tham gia một cái liên hoan nghề của anh chị em, thì cái cảm xúc mình tham gia của sân chơi như vậy có áp lực không? tôi không biết nữa, gần như là làm nghề là tôi không cho phép mình phải áp lực, và tôi làm bằng đam mê, thật sự có thể nói là làm bằng đam mê. Lên sân khấu là phải cháy hết mình làm nhân vật của mình, không phải là khi đi liên hoan thì tôi mới tập trung hết công sức của mình mới chơi. Bình thường diễn những sức diễn ở sân khấu hay là đi diễn ở ngoài bình thường, tôi vẫn phải tập trung thêm cái nhân vật của mình, thậm chí đi qua phim cũng vậy, bất kể cái vai diễn nào mình cũng phải làm tốt nhất có thể. Cảm ơn anh rất nhiều. Okay. Cảm ơn anh.